Mama. Mama. Chào mừng ba con đi tên. Tên. Chào mừng với ba con của bác. Đi. Quý gì? Quý gì nữa? Quý anh chị mà. Quý gì nữa? Quý em nhỏ. Quý em nhỏ. Tập tin nữa. Quý em nhỏ là tên. Ờ. Vậy đi test về Bến Thành chạy bao lâu nha? Em nhỏ bao lâu? Đi những cái cung đường chính nào? Nguyện đi để sẽ chạy nè. Thì theo định vị của bản đồ Google Maps là mất hết khoảng 9.8 km, đi vòng vòng 26 phút. Hôm nay là thứ bảy, không kẹt xe. Nếu mà không kẹt xe nha, còn nếu mà kẹt xe là đi khoảng 45 phút tới chợ Bến Thành, 45 phút hoặc hơn. Để ta thử ra đi coi khoảng bao nhiêu phút nha. Bây giờ là 5:10. Bắt đầu chỉ nè, 5:10 nha. Bắt đi đầu chỉ đi. Đi cái đường Đào Chí xong ra cái chỗ chỗ mới ngay chân cầu Phú Mỹ nè. Đi xuống mẹ. Nè nè nè, coi đường coi. Coi xe cái. Ra ngã này ra nhiều xe lắm. Rồi kèn lại vô cho. Chú xuống hầm ha. Chú qua kia luôn nè. Chú qua đâu? Đi cho cầu. Mà cầu đi đường mới này đã kẹt. Ơi chứ làm con đúm nào. Chẳng làm gì đâu. Chọn trong cung. Rồi. Tí nữa ra tới Quỳnh Tân Phát. Đi cung đường này mình sẽ ít bị ngập nước, ít kẹt xe hơn, ít hơn thôi nha. Khả năng là không nói trước được gì hết. Rồi cứ đi thẳng lên tới cái cầu để qua quận 4 thì quay tiếp đông xe. Là cái đường này khu sức Tân Thuận mà buổi chiều ra là rất là hay, dễ kẹt xe đây. Bùi Văn Ba, quận 3, Quỳnh Tân Phát. Chạy đi. Xe chứ chạy được kẹt. Kẹt xe rồi. Chạy nhanh luôn đi. Chạy quá trời luôn.
quay. Đừng quay. Hả? Ông tắt đi. Ờ. Hãy kêu xe ông tên. Ông tên kêu xe quá chậm ông tên. Rồi kẹt xe luôn, thấy thành phố rồi, thấy tòa nhà cao nhì nhì ba ba thành phố ba hả? Ủa giờ ông bố luôn rồi. Vô kẹt xe cái thấy ở đây chúng ta sẽ quẹo trái. Đi thẳng thì chúng ta qua cầu Khánh Hội. Còn đây chúng ta đi Hoàng Diệu. Thẳng Nguyễn Tất Hành nãy là qua cầu Khánh Hội. Nó có hai đường đi. Rồi lên cầu Comet nè, xíu nó quẹo kia. Xuống cầu Comet. Để qua quận nhất. Nãy đi cầu Khánh Hội cũng qua quận nhất luôn. Mà nghe đó hình như cái đường nó là nó phải bo một vòng cung xa lại. Đường này nó sẽ ok hơn. Đó là quẹo phải qua cầu Comet. Đây cầu Comet. Ui. Song song với cái cầu Comet này luôn. Anh Nguyễn Tất Hành. Yeah.
chào Bình Thành à. Vậy ngố rồi. Đó, kéo kia xuống. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và CTN Đen. Bye bye nha.